Sáng 22 tháng 4, huyện ủy Phúc Thọ và báo Hà Nội Mới phối hợp tổ chức hội thảo công tác phát triển Đảng ở khu vực nông thôn. Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu các huyện thị của Hà Nội. Phát biểu khai mạc hội thảo, tổng biên tập báo Hà Nội Mới Tô Quang Kháng cho biết, việc phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng. Huyện Phúc Thọ nói riêng và các huyện ngoại thành Hà Nội nói chung đang hòa mình trong dòng chảy của công cuộc xây dựng nông thôn mới, càng đặt ra những yêu cầu cao đối với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó có công tác xây dựng Đảng, mà một trong những nhiệm vụ cần tập trung là công tác phát triển đảng viên mới. Thảo luận về chủ đề của hội thảo, các đại biểu đã sôi nổi và tập trung cho ý kiến về tình hình phát triển đảng viên mới ở khu vực nông thôn, công tác tạo nguồn, vai trò của cấp ủy và các tổ chức đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên, động cơ phấn đấu vào đảng của quần chúng. Đặc biệt về tạo nguồn, nhiều đại biểu cho biết lực lượng chủ yếu là đoàn viên thanh niên, nhưng số thanh niên đủ tiêu chuẩn để vào đảng lại rất hiếm. Nguyên nhân là một bộ phận lớn các thanh niên đi học xa và đi làm ăn xa. Một số ít thanh niên chỉ lo phát triển kinh tế, không quan tâm đến chính trị, ngại vào đảng. Qua khảo sát của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phúc Thọ, hầu hết học viên học tại trung tâm đều xác định động cơ vào đảng đúng đắn, nhưng cũng có một số ít chưa xác định được với những lý do như vào đảng để có cơ hội tìm được việc làm, vào đảng để có cơ hội phát triển hay vào đảng để tới đây có thể được bổ nhiệm làm lãnh đạo. Nếu vào đảng là một cơ hội tiến thân về mặt danh lợi hay là vào đảng mà lại không biết là phải làm gì thì cũng rất là buồn và rất là đáng thương, bởi vì họ đã không nhận thức được cái cao cả thiêng liêng về mục tiêu lý tưởng của đảng và càng không cảm nhận được cái hương thơm được tỏa ra từ niềm tin, tình yêu đối với đảng của những đảng viên chân chính, để rồi thay vào đó là những suy nghĩ, những toan tính vụ lợi rất là giản đơn thì cũng thật là tầm thường và nó hoàn toàn xa lạ với bản chất đạo đức văn minh của đảng ta. Cho nên vào đảng để làm gì, thiết nghĩ đó là một câu hỏi mà mỗi một quần chúng khi muốn tham gia nhập đảng, đặc biệt là đối với mỗi chi bộ khi kết nạp đảng viên thì cần phải trả lời cho nó chính xác. Bởi vì nếu chúng ta không trả lời đúng câu hỏi này thì đó là một trong những nguồn gốc mà dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên của đảng hiện nay. Theo các đại biểu, để khắc phục những tồn tại trên, phải chú trọng các giải pháp tạo nguồn. Ngoài nguồn chủ yếu là thanh niên địa phương sau khi kết thúc học về sinh hoạt tại địa bàn, cần chú ý mở rộng đối tượng là bộ đội xuất ngũ, phụ nữ, nông dân có nhiều thành tích, có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ngoài ra, huyện, thành phố và trung ương cần có các giải pháp tạo điều kiện giải quyết việc làm, tạo cơ hội để thanh niên có thể phát triển kinh tế ổn định, bền vững ngay tại địa phương, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ năng lực về nông thôn, xây dựng nông thôn thành khu vực sản xuất hàng hóa quan trọng, có sức hút lớn về kinh tế và việc làm. Đối với đoàn viên thanh niên, chúng ta cần phải đưa họ vào trong một cái môi trường sinh hoạt, một môi trường công tác, mà ở đó bản thân cuộc sống, bản thân cái lý tưởng của đảng nó được thấm sâu vào trong cái hoạt động. Thì tôi thấy rằng đầu tiên là phải tổ chức tập hợp phong trào thanh niên để đưa thanh niên vào trong các phong trào hoạt động cách mạng. Và các cái phong trào hoạt động cách mạng đó phải bảo đảm cái tính thực chất, tránh cái hình thức bề nổi. Mà làm sao cho đoàn viên thanh niên người ta nhìn thấy cái ý nghĩa thiết thực của cái việc người ta tham gia những cái sinh hoạt như vậy. Tôi nghĩ rằng cái đó là một cái rất là quan trọng. Thứ hai là chúng ta không thể tách rời cái đời sống hiện nay của thanh niên, là làm sao đảm bảo cho họ có công ăn việc làm sao đảm bảo cho họ có thể tổ chức được cuộc sống một cách tốt, để từ đó họ vừa thực hiện cái hướng nghiệp của họ và đồng thời thực hiện lý tưởng. Các đại biểu cũng đặc biệt đề cao vai trò của các đoàn thể, đặc biệt là đoàn thanh niên trong việc phát triển đảng viên mới ở khu vực nông thôn. Tổ chức đoàn cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và tạo môi trường tốt cho quần chúng, đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, tham gia phát triển kinh tế xã hội, tham gia các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực.